tiên tri tiết lộ, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nữ mệnh, bước sang năm Giáp Thìn 2024, gặp thời đổi vận, phất lên giàu như vũ bão, trả sạch nợ nần, tiền tỷ gửi ngân hàng, càng già càng giàu ú ụ. Tuổi Dần bản tính đáng khen, kiêu hãnh tự tin trí lực bền, quyết đoán phô tài khi lãnh đạo, cứng đầu bướng bỉnh lúc nhân viên, hào phóng thẳng ngay giàu cảm xúc, ôm đồm xông xáo vẫn vung tay. Tự do hào phóng mà ngoan cố, kiêu ngạo nên yêu chẳng tỏ bày, tuổi Dần năm nay quá tuyệt vời, tiền vô dễ dãi cứ như chơi, công danh tiền bạc mênh mông đến, tuổi vàng hốt bạc hái lộc trời. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, năm mới đến, ai cũng hy vọng gặp nhiều may mắn, mọi chuyện thuận lợi như ý. Đặc biệt trước khi bước vào năm Giáp Thìn 2024, mọi người đều nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những cơ hội xây dựng cuộc sống giàu sang, viên mãn nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nữ mệnh. Vận trình đầy đủ năm 2024 qua việc xem sao chiếu mệnh, vận hạn, sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tình duyên và sức khỏe, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho người tuổi Giáp Dần, nữ mệnh, để tiền vô như nước, tình cảm nở hoa, sức khỏe như thần, giàu nứt vách, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nữ mạng, năm 2024, gặp thời đổi vận, phất lên giàu như vũ bão, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, tiền tỷ gửi ngân hàng, nếu như nắm được cơ mệnh này. 1. Thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nữ mạng. Giáp Dần hay còn được gọi là lập định chi hổ hay là hổ tự lập. Năm sinh dương lịch từ 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975. Thiên can Giáp, tương hợp, tỷ, tương hình, mậu, canh, địa chi, Dần, tam hợp, Dần ngọ tuất, tứ hành xung, Dần thân tỵ hợi. Giáp Dần mạng thủy, đại khê thủy, tức nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Theo tử vi thì người tuổi Giáp Dần nữ mạng rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục vụ phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc, họ thích đón nhận những thách thức mới. Dù khó khăn cũng không lùi bước, nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Theo luận giải tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần, người tuổi hổ rất được lòng người, phụ nữ thường thông minh, nhân hậu, cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Tuổi Giáp Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc, họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống, họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc, bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Phụ nữ tuổi Giáp Dần, vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là người sống giàu tình cảm, họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Giáp Dần với nạp âm hành thủy, do can giáp mộc ghép với chi Dần mộc, can và chi cùng hành mộc, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có năng lực, thực tài căn bản, vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận trong năm xung thắng hạn, dù có gặp khó khăn, trở ngại cũng dễ dàng gặp quý nhân giúp sức để vượt qua. Giáp Dần chứa nhiều mộc tính trong tuổi, nên các bộ phận gan mật, thị giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Phụ nữ tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công, bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc như nội trợ không mấy phù hợp với họ.
Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Đối với vấn đề gia đạo, phụ nữ Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng kể. Phụ nữ Giáp Dần không có duyên với đường công danh, trong suốt cuộc đời họ không có khoảng thời gian nào mà đường công danh thực sự phát triển. Tổng kết, nữ Giáp Dần lúc nhỏ phải chịu vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời hưởng phúc lộc. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Giáp Dần theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít chịu tác động từ bên ngoài, sống vui vẻ hay buồn bực, tự do bản thân định đoạt. Xét về địa chi, Dần gặp Thìn là bình thường, báo hiệu một năm khá thuận lợi, có không ít quý nhân phù trợ. Xét về ngũ hành, đương số mệnh Thủy gặp năm Hỏa bị khắc chế, tiền bạc có mất mát, gia đạo bất ổn, đa phần phải suy tư cho người bề dưới. Tiểu kết, vận khí của nữ mạng Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2024 nhìn chung ít biến động bất lợi, mọi thứ diễn ra bình hòa, mưu sự cũng có quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên tiền bạc có phần thất thoát ngoài dự tính, gia đạo dễ có xung đột. Thứ hai, xem tử vi Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Giáp Dần, nữ mạng, gặp sao La Hầu chiếu mạng. Sao La Hầu, hay còn gọi là khẩu thiệt tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn. Là hung tinh thuộc hành kim, đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng, dễ bị tiêu tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sao này chủ mồm, chủ miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung độ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sang, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ đoán hạt về sao này, ta sẽ thấy sao này tách họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ nạn, ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bài bạc, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề, ta thấy rằng gặp sao La Hầu chiếu mạng, nữ mệnh tuổi Giáp Dần nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện thị phi, điều tiếng, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tính xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ khó giải trình. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Giáp Dần theo niên hạn là hạn Diêm Vương. Trong hệ thống 8 hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng, nam mạng thì đỡ hơn. Tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Ở một góc độ khác, ngoài cái tên sao Diêm Vương, cái tên Diêm Vương là tên của một vị thần theo góc độ tâm linh, tín ngưỡng, thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ, nên nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu? Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau đây. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé, thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ.
đối với những người bình thường hoặc khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi. Có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong tục. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe đến là Diêm Vương thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, trong năm nên trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại, để gặp giữ cũng có thể hóa lành, gia đạo bình an, thịnh vượng quý vị nhé. Thứ 4, vận niên năm 2024, tuổi Giáp Dần, nữ mạng. Bước sang năm 2024, tuổi Giáp Dần, nữ mạng, gặp vận niên, chư phùng hỏa, tức heo gặp lửa, heo quay, mức độ vừa tốt. Heo quay làm vật hy sinh cho người khác được ngon miệng, nhưng bản thân lại chịu thiệt thòi. Vậy mỗi khi làm việc cho người ta, phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại cho chính mình. Ý thức được điều này thì làm gì cũng dễ dàng, vận niên này khá tốt về tình cảm, gia đạo hài hòa, ít xảy ra xung đột lớn, cuối năm có thể đón hỷ tín trong nhà. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024, tuổi Giáp Dần nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Nữ mạng Giáp Dần không phạm tam tai năm 2024, tốt cho quá trình mở mang thêm nhiều công việc. Kim lâu năm 2024. Tuổi Giáp Dần phạm kim lâu tử, tức nếu đứng tên tự xây dựng nhà cửa hoặc chuyển hậu bối thì sẽ dễ hại đến con cái trong nhà. Hoàng ốc năm 2024. Năm 2024, nếu tiến hành làm nhà, tuổi Giáp Dần sẽ phạm hoang ốc, nên tránh. Tiểu kết. Trong năm 2024, bản mệnh có thể tự tin, mở mang thêm công việc, kinh doanh bởi không gặp vận hạn nào đáng ngại. Tuy nhiên, hạn kim lâu nhắc nhở, con giáp này chớ nên đứng tên xây dựng nhà cửa hay lo việc đại sự cho con cháu. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Giáp Dần, nữ mạng. So với tử vi tuổi Giáp Dần năm 2023, vận khí của người tuổi Giáp Dần, nữ mệnh năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng, để có sự đột phá mạnh thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Về công việc, đây là năm sự nghiệp, bán cát, bán hung, có cát tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Về tình cảm, do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi. Người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Về sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu, tai mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe như La Hầu, Bạch Hổ, Thiên Cầu, bản mệnh nên cần đi đứng cẩn trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Dựa trên mối tương quan về can chi, ngũ hành, giữa đương số và lưu niên Giáp Dần, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Dần, nữ mạng, trong năm 2024, chi tiết như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang năm 2024, được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Giáp Dần, nữ mệnh, ở phương diện công danh, sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nhiều nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa.
Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo mọi việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thách thức, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp, nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về phương diện tài lộc, trong năm 2024, nhờ có cát tinh tài chiếu nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Vì vậy trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án mang tính ổn định về lâu dài. Có cát tinh trợ lực, làm những việc chắc chắn, tuy chậm nhưng chắc thì sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định. Nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh, sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách tiếp cận. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy mua ngay một chiếc hũ tài lộc phong thủy cho gia đình nhé. Ngoài ra, trong làm ăn, quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy. Bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu trong năm dù có phần dư giả, nhưng cũng cần chú trọng tiết kiệm. Những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng rơi vào tình trạng tiền vừa vào túi lại ra. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ có tài chính ổn định hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2024 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của giáp Dần nữ mạng. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh thủy, xung khắc với ngũ hành nam hỏa, vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng, tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi, vì thiếu cảm giác an toàn, niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2024, tuổi giáp Dần nữ mạng bị sao La Hầu và hung tinh Thiên Cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo có thể xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Sức khỏe khó tránh khỏi những ảnh hưởng lớn bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của Thiên Cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố trong phương tiện, công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường.
Trong năm 2024 này, tuổi Giáp Dần, nữ mạng cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân mà cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình, sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Quý vị thân mến, người thực sự có phúc thường có vẻ hết sức bình thường, họ có thể không đạt được nhiều thành tựu, cũng không có hào quang rực rỡ để người khác ngưỡng mộ. Họ không sống phù phiếm, cũng có thể không được quá nhiều người chú ý, nhưng cũng có lẽ vì thế họ mới sống trọn vẹn hơn, tận hưởng từng phút giây, hạnh phúc đong đầy, dễ tìm. Thật ra hạnh phúc luôn sẵn có, chỉ là tự chúng ta lấy tay che mắt, làm những điều không nên làm, nên mới mãi không nhìn thấy mà thôi. Đặc biệt, ba đại kỵ dưới đây. 1. Khổ sở vì trò đỏ đen. Người thích cá cược, sớm muộn cũng đánh mất cuộc đời. Bạn nghĩ rằng vận may sẽ đến với mình, có thể đổi đời bằng một nỗ lực duy nhất là trò đỏ đen. Nhưng thực tế, từ khi đặt chân vào con đường này, bạn đã không có đường quay đầu, số tiền bạn mất nhiều lúc có thể hủy hoại cuộc sống của bạn trong hiện tại và tương lai. Cờ bạc hơn thua, rồi lại vay mượn, nếu may mắn không tìm đến, mất trắng tất cả. Trường hợp ngược lại, cuộc đời lên hương, nhưng liệu có thể vững bền dài lâu nếu bản thân không biết quay đầu là bờ. Song ngoài kia, có mấy ai may mắn đến thế, muốn giữ trọn hạnh phúc bên mình, tốt nhất không nên hơn thua trên ván bài, trận cờ, càng không được hơn thua với người khác trong cuộc sống. Để bản thân bị dồn ép trên bàn cân, một mất một còn, là điều khiến phúc đức bị tổn hại, vậy làm gì còn tư cách để cả đời an yên. 2. Loay hoay vì tìm kiếm đường tắt. Xã hội ngoài kia, có bao nhiêu người mơ mộng về một đêm phát tài, họ không muốn làm việc chăm chỉ, mà chỉ muốn đi đường tắt để tìm đến cuộc sống giàu sang nhanh chóng hơn, nhưng thực tế, đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào. Nhiều người lại không có nhận ra điều này, họ tham lam, muốn có nhiều thứ, trong khi bản thân không chịu bỏ sức, rất nhiều thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể đạt được, đôi khi càng ham thành công lại càng phản tác dụng. Nhà văn người Áo nổi tiếng thế giới Stephen Jay có câu nói, tất cả món quà mà cuộc đời ban tặng đều kèm theo cái giá của nó. Vì vậy, đừng cố gắng đi đường tắt, trên đời này không có gì là miễn phí, người thực sự có phúc, luôn nỗ lực từng bước một, đi chậm không thành vấn đề, chỉ cần vững bước, vững vàng thì luôn có thể đến được bến bờ lý tưởng. Điều cấm kỵ thứ ba, than thở quá nhiều. Sức người có lúc cạn kiệt, cũng có lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp những chuyện bất lực, không thể nhúng tay, những lúc như thế, việc đổ lỗi hoàn toàn là không cần thiết, cố gắng hết sức nghe theo số mệnh, chỉ cần lương tâm trong sáng, bình tĩnh đón nhận thì mọi chuyện vui buồn cũng chỉ như nước chảy mây trôi. Điều quan trọng là chúng ta có thể học cách thay đổi tâm trạng của bản thân và theo kịp dòng chảy. Thay vì than thân số phận, hãy dành thời gian bắt tay vào việc thay đổi số phận, cải thiện cuộc sống. Hãy là một người không than phiền, quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí và lấp đầy trái tim bạn bằng ánh nắng và hy vọng, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tươi sáng hơn quý vị nhé. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Sửu, nam mệnh trong năm 2024 này. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy nghe chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt, hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại, mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt, đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ, sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8.
đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái, nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn được nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ bị khiến người thương bên cạnh thức giấc. 16. Chỉ cần bàn chân của con vẫn đứng trên mặt đất thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại. 17. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 18. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 19. Nếu con không muốn giúp phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não vì chính tâm con không muốn buông xuôi nổi. 20. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 22. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 23. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 24. Con phải luôn mở lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương con, phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 25. Sự chấp trước của ngày hôm nay, nó sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 26. Khi nào con thật sự buông xuống, thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 27. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 28. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 29. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 30. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 31. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 32. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 33. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tĩnh tâm mà an tịnh trong thiền, khai trí tuệ sẽ ra đi tìm bến giác. 34. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 35. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 36. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 37. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 38. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác, con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 39. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video.
Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.